Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị lật vip luôn nha, cây trực đế trải luôn, móc đầu luôn, đế trải rất là đều nha, cây này đế trải rất là đều luôn đó, tứ phía đều đế trải hết luôn nha, cái này còn lắp này đó, cây này đã sống khỏe rồi, nhà vườn mới cắt gọn lại để mà lên khay nuôi cho tương lai nha. Cây này có mã số là 763, hoành gốc là 85, cây cao là 68, đang nằm cái khay nuôi là 66 x 54 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 4.500k bao ship. Phôi này rất là tương lai luôn, mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn nha. Đế rất là lực, móc đầu luôn, đế nè, đế rất là ok luôn. 4.500k bao ship là có cả khay nuôi rồi luôn nha. Rất là tương lai, cây này mình làm dáng trực thiên nhiên thì tuyệt vời rồi. Cây này đế bao đẹp luôn, đế rất là ok. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.